cũng không chấp bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa khác với bản tánh không, cũng không chấp nội không cho đến vô tính tự tính không khác với bản tánh không, cũng không chấp chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn khác với bản tánh không, cũng không chấp thánh đế khổ tập diệt đạo khác với bản tánh không, cũng không chấp bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo khác với bản tánh không, cũng không chấp bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc khác với bản tánh không, cũng không chấp tám giải thoát cho đến 10 biến xứ khác với bản tánh không, cũng không chấp pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện khác với bản tánh không, cũng không chấp tịnh quán địa cho đến Như Lai địa khác với bản tánh không, cũng không chấp cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng không chấp tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa khác với bản tánh không, cũng không chấp năm loại mắt, sáu phép thần thông khác với bản tánh không, cũng không chấp 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng khác với bản tánh không, cũng không chấp 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ khác với bản tánh không, cũng không chấp pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả khác với bản tánh không, cũng không chấp trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khác với bản tánh không, cũng không chấp quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề khác với bản tánh không, cũng không chấp tất cả hạnh đại bồ tát khác với bản tánh không, cũng không chấp vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật khác với bản tánh không. Phật bảo thiện hiện: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các đại bồ tát thật là hiếm có, tuy hành tất cả pháp đều bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không thường không hoại mất. Thiện hiện nên biết, sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc, sắc tức là bản tánh không tức là sắc. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng khác bản tánh không, không khác vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tức là bản tánh không tức là vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật.